Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua, thông tin từ báo Giác Ngộ thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm thẩm tra, ra soát, xác minh những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang đang bị dư luận phản ánh theo đó, những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội của Thượng tọa Thích Trân Quang được cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Nam Bảo của Phật giáo. Ban tôn giáo chính phủ đề nghị ra soát, thẩm tra và xác minh trong trường hợp có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Trong khi đó, bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng ban tôn giáo chính phủ cũng khẳng định nếu những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội Vi phạm các quy định của Phật giáo sẽ phải xử lý nghiêm minh. Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về nhiều phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang. Đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch cúng dường hay câu chuyện khó tin tìm lại thẻ ATM một cách thần kỳ. Lời kể của Thượng tọa Thích Chân Quang cho biết có một người làm cán bộ rất mộ đạo, thường hay rút tiền bằng thẻ ATM. Một hôm thấy trong chùa cần một số việc nên đã dùng thẻ ATM để rút tiền, nhưng rút được 6 triệu thì bị máy nuốt thẻ ATM. Do rút tiền để cúng chùa nên người này đã bỏ luôn thẻ ATM. Một thời gian sau tự nhiên thấy thẻ ATM đó nằm trong ví của mình. Thượng tọa Thích Trân Quang giải thích, đấy là do vị hộ pháp thấy người cán bộ này có lòng thành tâm với chùa nên đã lấy lại thẻ ATM và bảo lại ví cho người này. Đây có thể nói là một câu chuyện hoang đường. Tuy nhiên, qua lời kể từ thượng tọa Thích Trân Quang, một vị tu sĩ thường xuyên giảng giải Phật pháp cho hàng nghìn Phật tử đã khiến nhiều người vỗ tay hoan hỉ tán dương và tin tưởng vào câu chuyện này. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác giám định pháp y, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật. Nội dung trên được Bộ Y tế nhấn mạnh trong văn bản tăng cường quản lý, chỉ đạo lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh ban hành sáng 17 tháng 6. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị pháp y thực hiện khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật trong công tác giám định. Các giám định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đồng thời nghiêm túc thực hiện tự kiểm tra, đánh giá hoạt động của các đơn vị theo tiêu chí và bảng điểm quy định. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị giám định pháp y phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai ký hợp đồng, phối hợp với đơn vị khám chuyên khoa, khám cận lâm sàng, cho những người được chỉ định, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Thanh tra Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, Chữa Bệnh, ra soát công tác giám định pháp y tâm thần tại các đơn vị Bệnh viện tâm thần trung ương 1, 2, Viện pháp y tâm thần trung ương, Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, Trung tâm pháp y tâm thần các khu vực, xong trước ngày 30 tháng 6. Bộ yêu cầu ra soát, thanh tra đột xuất với các đơn vị có biểu hiện vi phạm trong giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh. Đồng thời hàng năm đưa nội dung này vào kế hoạch thanh tra, trình Bộ Y tế xem xét, quyết định. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam 11 viên chức và hai cán bộ đã nghỉ hưu của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa để điều tra làm rõ một số việc liên quan đến kết quả giám định, điều trị bệnh nhân. Những người bị bắt gồm: bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, bác sĩ Hà Ngọc Khánh, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Văn Thành, Lý Thị Hoài Nam và điều dưỡng Lâm Thị Ánh Hồng, Lê Văn Hùng, viện trưởng và Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng của viện này. Chiều 16 tháng 6, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa có văn bản gửi Bộ Y tế cho hay nhiều lãnh đạo viện bị bắt và bị triệu tập làm việc, không còn cán bộ làm việc. Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ Y tế cho hay, bộ sẽ họp bàn cử cán bộ phụ trách Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa trong bối cảnh một số lãnh đạo bị bắt và triệu tập làm việc đảm bảo hoạt động của viện không bị gián đoạn. Dự kiến sẽ giao ông Nguyễn Văn Đức, phó viện trưởng viện pháp y tâm thần Biên Hòa phụ trách điều hành hoạt động của viện. Ngày 17 tháng 6, tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử kẻ sát hại người phụ nữ giao gas ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, giấu xác trong bể nước suốt 13 năm. Bị cáo trong vụ án này là Bùi Trọng Thành, sinh năm 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân. Thành bị đưa ra xét xử tội giết người và cướp tài sản. Bị hại là chị NTT, sinh năm 1988, thường trú tại cùng thôn với Thành. Căn cứ cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, diễn biến phiên tòa cũng như lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Bùi Trọng Thành 17 năm tù về tội giết người và 4 năm về tội cướp tài sản. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo Thành chưa đủ 18 tuổi nên tổng hợp hình phạt, Thành chịu mức án 18 năm tù. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2010, Bùi Trọng Thành gọi chị NTT đến thay bình ga tại nhà. Khi chị T đang lắp bình ga, Thành nhìn thấy ở cổ người phụ nữ này đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp để chiếm đoạt. Thành dùng tay phải túm dây chuyền và cổ áo bên phải của chị T, bất ngờ giật mạnh, làm chị T bị ngã về bên phải, đập mạnh thái dương xuống nền gạch giữa cửa bếp, làm vỡ phần xương sọ bên phải của chị. Khi thấy chị T rên la, Thành dùng tay phải bịt miệng và mũi của chị T đến khi người phụ nữ này thiệt mạng. Sau đó, Thành mang dấu tại bể chứa nước thải phía sau nhà rồi chiếm đoạt của chị T một dây chuyền vàng, hai hoa tai vàng, một nhẫn vàng có đính đá, đem bán được khoảng 3 triệu đồng, sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc hết. Lúc 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023, ông Nguyễn Văn Quỳ, sinh năm 1972, chú thôn 5 xã Lại Xuân, phát hiện trong bể chứa nước thải ở vườn sau nhà mình có một xương sọ dưới đáy bể. Ông Quỳ đã dùng chiếc cào vớt lên được một số bộ phận xương, nghi là xương người lẫn cùng bùn đất, đổ sang bên cạnh miệng bể. Sau khi đi hỏi một số người dân xung quanh về việc có người trong thôn bị mất tích nhiều năm, nên khoảng 7 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2023, ông Quỳ đến cơ quan công an trình báo. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm bộ hài cốt, thu thập tài liệu, vật chứng liên quan. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng ra soát các trường hợp mất tích tại địa phương và được biết, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2010, gia đình bà Phan Thị Được, mẹ chồng của chị T ở xã Lại Xuân cũng đến cơ quan chức năng trình báo việc chị T mất tích sau khi đi giao ga Bà Được cũng báo cho hai bên gia đình và nhờ mọi người đi tìm chị T. Đến ngày mùng 10 tháng 12 năm 2010, gia đình tìm thấy chiếc xe máy của chị T ở dưới cửa cống 32, gần nghĩa trang Pháp Cổ, xã Lại Xuân. Sau khi chị T mất tích, bà được có thấy số tiền 2 triệu đồng cho chị T vay vẫn còn trong tủ nhà chị, nhưng không thấy số tài sản trang sức mà chị T thường đeo trên người đâu, và sau đó không biết tung tích chị T. Cơ quan chức năng cũng đã xác định, bộ hài cốt phát hiện trong bể nước thải nhà ông Quỳ là của chị NTT. Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Bùi Trọng Thành đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Yeah. <laughs>